Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Rồi chào bé. Dạ. Hôm nay anh chị vui chưa? Dạ rất là vui. Mình hôm nay mình còn khóc nữa không? Dạ. Không còn khóc nữa. Vui rồi đúng không ạ? Dạ đúng. Ngày hôm qua anh chị về đây thật sự khi mà nhìn cái hình ảnh của anh chị, đặc biệt là anh ha. Anh là ba nhưng mà anh khóc trời đất ơi. Dạ. Khóc quá trời quá đất. Dạ. Bây giờ ba nói chuyện hết được con ơi. Chỉ mong rằng con về với ba mẹ thôi. Thôi anh đừng có khóc nữa. À thương con rất nhiều ha. Mẹ thì có vẻ là cứng rắn hơn ha. Nhưng mà thường thường thì em thấy là người phụ nữ thì thường thường là hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều hơn là đàn ông. Nhưng mà trong gia đình nhà mình em thấy là anh ha. Dạ. Nhớ thương con, lo lắng cho con, khóc quá trời qua đất. Rất là nhiều ngày rồi đó. Rồi cái bức xúc. Nhưng mà hôm nay là mừng rồi đúng không? Dạ mừng lắm rồi. Dạ. Anh có điều gì anh muốn chia sẻ, muốn nói không? Cái cảm giác của anh như thế nào? Dạ. Kính thưa cộng đồng mạng, tôi kiếm được con rồi nhờ tất cả cộng đồng mạng giúp đỡ. Hôm nay tôi tới đây để nói lời cảm ơn với cộng đồng mạng và tất cả với anh em quay ở đây. Tôi cũng chân thành và cảm ơn và kính chúc cho toàn thể quý cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng một lời chúc tốt đẹp và sức khỏe vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Cũng không biết nói gì hơn, một lần nữa xin rất là cảm ơn. Cảm ơn anh. Dạ. Chị, cái cảm giác của chị sao? Này cười tươi rồi ha. Này mình có tinh thần để về mình tiếp tục mình làm thuốc nam để giúp mọi người chưa? Có tinh thần rồi. Rất nhiều. Thậm chí còn làm nhiều hơn nữa. Nhiều hơn ha. Dạ. Quá tuyệt vời. Rồi bây giờ em xin phép hai vợ chồng anh chị cho em được chuyện trò với nhân vật chính ngày hôm nay ha. Dạ. Rồi chú chào bé. Dạ con chào chú. Bé có thể giới thiệu một chút về bản thân. Con tên gì đó? Dạ con tên Mai Linh. Năm nay con 18 tuổi. Linh là có thể chia sẻ cho chú cũng như tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là lý do gì Linh bỏ ba mẹ đi? Ai rủ Linh đi? Có ai rủ con không? Có chị kia con quen trên mạng á. Chị kia nhắn là đi làm cho mình vuông. Sao nữa? Có làm công việc nhiều tiền không? Có lương 50 triệu. Làm công việc gì con? Dạ làm xí nghiệp. Làm công ty đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là mình quen trên mạng hả? Dạ. Mình quen bằng hình thức trang mạng nào? Trên Facebook. Là con tự chủ động làm quen với người ta hay là người ta tự chủ động làm quen với con? Người ta chủ động làm quen với con. Con có lên đấy con tìm việc làm không? Dạ cũng có. Trời đất ơi, tìm việc làm trên mạng luôn hả? Mình tìm được bao lâu rồi? Dạ cũng khoảng 3 ngày. 3 ngày. Vậy là ngày thứ mấy thì người ta bắt đầu ngỏ lời với mình? Ngày thứ 10. Nói gì? Ngày thứ 10 à? Ngày thứ 3 đúng không? Như anh chị hôm qua chia sẻ là bé khờ đúng không? Dạ, dạ. Và đặc biệt là bé không biết cái mệnh tiền lớn nhỏ. Đúng vậy. Hôm qua thì em cũng không tin đâu, nhưng mà hôm nay được tiếp xúc với bé thì em cũng tin rồi đấy. Trời đất ơi. Vậy là lên đấy tìm được người ta nhắn tin qua hả? Dạ. Người ta nói là đi làm với chị hay là với cô hay là như thế nào? Dạ đi làm với chị. Làm việc nhẹ lương cao hả? Dạ. Nhiều tiền đúng không? Dạ. Sau đó là mình đi luôn. Trời đất ơi gan vậy hả? Mình có lấy quần áo đi không? Dạ không. Rồi mình mang theo những cái gì đi? Mang những đồ là giặt thôi. Đi nữa còn đem chiếc xe thôi. Còn xe lại. Còn trả lời lớn lên. Con có mang xe đi không? Dạ có. Xe gì? Xe Vision. Mình có bằng lái chưa? Dạ chưa. Ôi trời đất ơi chưa có bằng lái mà dám đi xe Vision. Trời ơi. Xe đó là của ai? Dạ của mẹ. Mình mượn của mẹ đi à? Hay là mình lấy cắp đi? Dạ mượn của mẹ. Mượn xe của mẹ là đi luôn. Đi vậy rồi là có nhớ về ba mẹ không? Dạ có. Nhà mình có mình con thôi đúng không? Dạ. Ba mẹ có duy nhất một đứa con gái cưng. Mà tại sao mình nỡ lòng nào mình bỏ cha bỏ mẹ mình đi? Trước đó là mình học tóc đúng không? Dạ đúng rồi. Mình rất thích nghề học uốn tóc đúng không? Dạ.
Nhưng sao con không học nữa? Lý do? Có nghĩa lý do là sao, là con coi trên mạng hay gì đó, trả lời với chú. Muốn tìm việc làm, như con nói với ba mẹ khi con về con nói đó. Lý do là tại con thấy ba mẹ làm công quả không có làm gì ra tiền cho nên con mới... Mới đi làm? Dạ, muốn đi làm. Ba mẹ làm công quả hả? Dạ. Nhưng mà ba mẹ có để cho con thiếu thốn thứ gì không? Dạ không. Có đủ ăn đủ mặc không? Dạ đủ. Nhà mình nhà lớn không? Dạ cũng lớn. Trời đất ơi, vậy con còn đòi gì nữa? Ba mẹ làm công quả là điều tốt mà. Thì ba mẹ cũng giúp mọi người giống như các chú ở đây giúp trường hợp gia đình nhà mình nè. Đúng không? Nhà mình ba mẹ đâu có để cho con thiếu thốn thứ gì đâu. Dạ. Ăn uống, quần áo, mọi thứ chi tiêu trong gia đình ba mẹ lo được hết mà. Ba mẹ làm công quả là làm cụ thể là công việc gì con biết không? Dạ biết. Con nói đi nào. Dạ phơi thuốc nam. Ừ. Rồi xay thuốc. Rồi. Rồi cho người ta. Dạ cho người ta. Rồi ba mẹ không có lấy tiền. Dạ. Như vậy là ba mẹ làm như vậy là tốt hay xấu? Dạ tốt. Tốt thì mình phải làm sao? Mình phải ủng hộ và mình phải học theo cái đức tính tốt của ba mẹ. Đúng không? Dạ đúng. Vậy là mình thấy ba mẹ làm công quả không có tiền, cái là mình bỏ đi. Mình đi làm để mình kiếm tiền cho ba mẹ. Trời đất ơi. Con cũng có ước mơ là con kiếm tiền để mua xe chở ba mẹ đi du lịch. Trời đất ơi, tuyệt vời. Xe gì? Xe hơi hả? Dạ xe hơi. Trời ơi, ước mơ vĩ đại đấy. Nhưng mà ước mơ đó thì tất cả mọi người đều rất ủng hộ con. Nhưng đâu phải nhất thiết là phải đi lên mạng đi tìm. Và đặc biệt rằng đi theo người lạ để đi làm, để có tiền đó. Thay vì như vậy thì con tiếp tục học nghề uốn tóc. Đúng dạ, chưa? Dạ đúng. Khi mình học xong, bởi vì mình phải phấn đấu, mình có ước mơ là mục tiêu rồi mà. Mình phải phấn đấu, mình phải nỗ lực, mình học thật giỏi và mình làm thật đẹp. Đúng chưa? Dạ đúng. Sau đó mình mở một cái tiệm, mình làm bà chủ, mình làm cho rất nhiều người thì mình sẽ có rất nhiều tiền. Và có rất nhiều tiền thì mình sẽ mua được xe hơi và đưa được ba mẹ đi du lịch. Đúng không? Dạ đúng. Chứ bây giờ mình đi ra ngoài như vậy, công việc đó không có thật đâu con nhá. Mình đi ra ngoài vậy, người ta lừa đảo, người ta bán con đi rồi sao đây? Mình có sợ không? Dạ sợ. Sợ gì? Sợ bán qua bên Trung Quốc hoặc là Campuchia. Lúc đi thì chưa sợ, nhưng về nghe các chú nói rồi bây giờ mới sợ đúng không? Dạ. Lúc đi là mình có mơ mộng không? Mình có tưởng rằng lần này đi là sẽ thành công không? Sẽ mang thật nhiều tiền về để mua xe hơi chở ba mẹ đi du lịch không? Có ước mơ gì không? Chú hỏi đó. Dạ có. Mình thích xe hơi lắm hả? Dạ. Bằng lái xe máy chưa có thì sao mới thích xe hơi đây? Khổ thật sự. Vậy hôm qua là anh chị chia sẻ là theo cái anh bảo vệ gì quen trên mạng là không có phải hả? Dạ, nó về nó kể là nó quen cái anh đó trên mạng, nhưng khi đi là anh đó nhắn lại là không có bắt máy. Có nghĩa là đi theo cái cô đó đó. À. Rồi vậy đó, cứ ở theo bé kể lại á, là ở nhà trọ chờ, nói cô đó là phải nói với con của tôi là chờ về bữa rảnh cái là đi lại rước đi. Đi chung mới được, tại chờ có mấy người nữa là người ta đi. Đó, đó. Chờ mấy người với là cái câu đó với là câu nguy hiểm đó. Đó rồi mới đi chung luôn. Chờ hoài, con bé chờ hoài, chờ không thấy. Rồi nhờ dì hai tải cái clip lên lại cho nó thấy đó. Cái nó cũng chưa coi nữa, nó đâu biết. Nó thấy cái nó khóc, cái nó suy nghĩ rồi nó mới về. Vậy là nếu mà lại. Ngày hôm qua anh không về đây. Giờ đang thì rồi. Có thể rằng là con nhà mình sẽ gặp cái sự bất an và rất nguy hiểm. Giờ đang kiếm. Không biết cái người phụ nữ. Không biết cái người phụ nữ kia sẽ có ý đồ sẽ như thế nào. Và thậm chí là như anh chia sẻ rằng bé về chia sẻ là đang chờ thêm vài người nữa. Đó mới là cái sợ. Sợ rằng họ gom đủ người á. Cái hình thức của họ có thể là thứ nhất là đưa các con em mình kiểu hình thức dưới dạng là buôn bán người. Đó thứ nhất. Thứ hai là có thể là đưa vào làm những cái quán, những cái động trá hình. May mắn ha. Có thể là anh chị làm cái điều công quả phúc đức, nên mà lần này con nhà mình có cái phước đấy. Mình có nghĩ điều đấy không? Dạ, nghĩ vậy đó. Cho nên nãy nói có thể làm thuốc nhiều hơn nữa, làm giúp cho người nhiều hơn nữa. Tuyệt vời anh chị ạ. Chuyển quả thành phố thì thấy mình.
Con gái cho chú hỏi này, cái người phụ nữ đó tên gì con biết không? Tên My gì đó, con không có nhớ. Độ tuổi bao nhiêu? Khoảng 20 mấy tuổi. Vậy là người ta hẹn con ở đâu? Để người ta đưa con đi. Hẹn con trên Hòa Thành á. Tỉnh nào? Tỉnh Tây Ninh mình luôn. Tây Ninh luôn hả? Dạ. Khi con đến đấy là con ở trọ hay là ở trong nhà nghỉ hay là khách sạn? Dạ nhà trọ. Ở trong đấy có bạn nào như con không? Dạ không. Có mình con? Dạ. Rồi người ta có nói là đưa con đi làm gì không? Chỉ có là đi làm xét nghiệm thôi à. Người ta nói vậy thôi đúng không? Dạ. Đó là người ta gạt con thôi. Con đã đi làm chưa? Dạ chưa. Đúng rồi, người ta gạt con mà. Người ta có nói là định bao giờ đưa đi không? Dạ không. Người ta bảo con ở đấy chờ để làm gì? Chờ để đi chung với nhóm á. Là người ta đang gom tiếp rất nhiều người nữa đúng không? Dạ. Cái người phụ nữ đấy là ở trọ đấy là những cái trọ có sang trang không? Dạ không. Có đầy đủ đồ không? Thì đúng rồi. Người ta chỉ mướn vài ngày thôi. Khi nào đủ số lượng thì người ta lại đi nơi khác. Người ta lại dụ những cô gái khác. Vậy là lúc con về, con xem được video của các chú đi tìm con là con về là người phụ nữ đấy có biết không? Dạ không. Không biết con về đúng không? Dạ. Vậy là may cho con đấy. Nếu người phụ nữ kia mà biết con về như vậy là người ta sẽ không cho con về đâu. Vậy là con trốn về luôn. Dạ con trốn về. Con có nhắn lại cho người ta không? Chị kia xóa hết trơn. Xóa hết rồi đúng không? Dạ. Lộ rồi mà. Cái người phụ nữ đấy là cái người lừa đảo đấy. Hình thức là lừa đảo. Lên trên mạng có thể là vào những cái trang việc làm. Đặc biệt là biết được các tâm lý của các bé tuổi đời còn rất nhỏ. Đặc biệt là bé gái á. Rồi nhắn tin chào mời làm công việc. Nhưng thực chất đó là chỉ là cái hình thức thôi. Còn cái mặt sau lưng á, là có thể là đưa các bé này làm những công việc nhạy cảm. Đặc biệt là có ý đồ có thể là đưa bán qua nước ngoài. Điều đó có thể xảy ra. Rất tiếc là các bé này không hiểu không biết được để mà cách tránh né. Nhưng may mắn là lần này con nhà mình lại thoát thân được. Đó là cái điều vô cùng may mắn. Con nhà mình em nói thật luôn, bé khờ. Đúng như anh chị chia sẻ là bé khờ. Thật sự. Và cái điều đặc biệt là con nhà mình rất dễ thương. Bé rất xinh. Chính vì cái điều đó nên mà rất nguy hiểm anh chị ạ. Yeah. Khi mà bé nhà mình rất xinh mà các đối tượng đã nhòm ngó tới rồi, đặc biệt con nhà mình chơi mạng xã hội á, thì các đối tượng sẽ có ý đồ xấu với con nhà mình, dụ dỗ có thể là đưa con nhà mình làm những công việc nhạy cảm, đưa vào các cái quán, các cái động trá hình. Quá may mắn mình về rồi là mình có ôm ba mẹ khóc không Linh á? Dạ có. Linh xem video ba mẹ về đây nhờ các chú đi tìm Linh thì Linh cảm nhận thế nào? Thương cha mẹ không? Dạ thương. Thấy cha khóc nhiều không? Dạ nhiều. Mình xem cái video đó mình có khóc không? Dạ có. Khóc sao? Khóc hù hù hả? Khóc không ra thành tiếng thôi. Khóc ra thành tiếng luôn hả? Dạ. Rồi về có ôm ba mẹ không? Dạ có. Mình đi cụ thể là được mấy ngày? Mấy ngày? Đi mấy ngày nhớ không? May mà chưa bị bán vô động ấy. Đi mấy ngày không nhớ luôn. Không nhớ đi mấy ngày. Mình đây tính từ ngày. Bây giờ là con còn thích học nghề uốn tóc nữa không? Dạ có. Còn lên mạng chơi nữa không? Dạ không. Có lên mạng tìm việc làm không? Dạ không. Chắc không? Dạ chắc. Bây giờ chú muốn Linh làm như thế này. Bây giờ Linh trước tiên là Linh quay về bên ba đi. Khoanh tay lại xin lỗi ba đi. Hứa với ba, nói với ba sao? Dạ con xin lỗi ba. Con hứa con không có đi nữa. Rồi ba nói với con sao? Con hứa là con phải giữ lời. Ba mẹ rất là thương con, chỉ cần có con thôi. Chứ không có cần con làm có tiền. Có con là được rồi, nghe là ba mẹ vui rồi, có con bên cạnh thôi. Giờ con cũng cảm ơn các chú để nhờ giúp đỡ vậy con mới hiểu ra. Con cảm ơn các chú đi. Khoanh tay cảm ơn các chú. Chưa. Dạ. Quay về bên mẹ. Khoanh tay xin lỗi mẹ, nói với mẹ những gì? Với mẹ dạ con xin lỗi mẹ, để làm cho ba mẹ lo lắng.
Mẹ, ba mẹ lúc nào cũng không cũng thương con hết, con là tất cả mà. Rồi cả nhà ôm nhau cái nào. Rồi ôm nhau em, 1, 2, 3 em chụp cái hình đẹp nhất của gia đình nhà mình nha. 1, 2, 3, chụp. Rồi. Tuyệt vời ha. Bây giờ Linh là 18 tuổi rồi, để chú nói cho Linh hiểu nha. Thứ nhất, bên ngoài rất nhiều cạm bẫy. Thứ hai, chơi mạng xã hội mình phải biết được đâu là đúng, đâu là sai. Hiện nay cái tình trạng mà chơi mạng xã hội rất nhiều, gặp rất nhiều cái chiêu trò lừa đảo, đặc biệt là đi tìm việc làm nha. Bây giờ ba mẹ thì có một mình Linh thôi. Ngoan đi, bây giờ ở nhà nghe lời ba mẹ, học nghề uốn tóc ra đi. Dạ. Rồi sau đó mình học thật giỏi đi, mình phấn đấu nỗ lực hết mình đi. Mình học thật giỏi để sau này mình làm thật đẹp. Sau đó thì ba mẹ sẽ cố gắng mở cho một cái tiệm, rồi mình làm chủ, mình làm. Lúc đó mình sẽ làm ra có nhiều tiền. Sau đó mình mua xe hơi, mình đưa ba mẹ đi du lịch, chưa muộn nha. Dạ. Còn bây giờ là không có nghe lời ai hết. Dạ. Quen ai, thương ai phải nói cho ba mẹ biết. Bởi vì là chú được biết rằng là Linh không được. Chú nói cái điều này có thể là khiến con buồn đấy nha. Con không được thông minh như người ta đúng không? Nên mà tất cả mọi chuyện gì phải chia sẻ cho ba mẹ. Quen anh nào, anh A, anh B, anh C, đúng chưa? Hoặc muốn đi đâu đi đó, phải nói với ba mẹ. Bởi vì ba mẹ là người sinh ra con, và sẽ là người bươn trải ngoài đời rất nhiều rồi. Ba mẹ sẽ tư vấn cho con xem là quen anh này có được hay không, anh kia ra sao, hoặc là làm công việc này như thế nào. Ba mẹ góp ý, ba mẹ đồng ý thì mới được đi nhá. Yeah. Tuyệt đối không nghe theo lời bạn bè trên mạng, bởi vì là họ không có tốt đâu. Không có ai thương con bằng ba mẹ đâu. Ba mẹ thương con là vô điều kiện, nhưng mà bên ngoài người ta thương con là sẽ có điều kiện đấy nhá. Bây giờ ví dụ đi, bây giờ là chú Linh bạn, chú gặp Linh, chú khen Linh nè: Linh ơi, em đẹp gái quá à, em dễ thương quá, thích không? Thích không? Linh ơi, sao em đẹp thế, sao em trắng thế, trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương vậy, mình nghe thích không? Đó, sau đó bây giờ linh có muốn đi làm công việc nhiều tiền không, muốn không? Bây giờ làm một tháng 30-40 triệu đó, mà Linh đẹp gái như vậy đó, Linh chỉ cần bưng bê cà phê thôi, tháng 30-40 triệu, thích không? Thích liền. Con nói không là con xạo, con dối lòng rồi. Nên là chú thí dụ đó, chú đang ví dụ những người ta, chú đang ví dụ. Sau đó thì Linh nghe theo. Bây giờ là Linh muốn đi làm với anh không? Gom quần áo đi, anh tới chở đi. Đi làm kiếm thật nhiều tiền để về làm nhà lầu, mua xe hơi cho ba mẹ. Khoái liền, đi theo liền. Ngoài vậy đó. Đúng chưa? Đi theo sau đó thì tưởng tượng cái niềm vui hạnh phúc chưa được bao lâu, trong một nốt nhạc thôi thì cái tưởng tượng nó hoàn toàn suy sụp. Sau khi mà gặp người ta sẽ ngay lập tức, một, người ta đưa vào động. Biết động là gì không? Con không biết đâu. Ba biết, mẹ biết. Đưa vào quán cà phê, quán karaoke, quán massage trá hình để làm việc. Và đặc biệt những cái công việc đó, khi mà mình đã biết một cái là mình sợ, mình tởm luôn. Rồi sao về với ba mẹ đây? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, người ta lừa, bây giờ người ta đưa qua Campuchia, người ta đưa qua Trung Quốc, người ta bán mình đó. Đường nào về nhà đây? Đúng không? Nên mà làm ơn giùm cái, có chuyện gì cũng phải nói, thông báo cho ba mẹ biết. Ba mẹ đồng ý thì mới được đi, nhớ không? Rồi bây giờ Linh có cái lời nào Linh muốn chia sẻ, Linh muốn khuyên các bạn trẻ tuổi đời giống Linh không? Có khuyên các bạn trẻ đừng giống tôi thì gì, ví dụ vậy đó, con nói với chú. Khuyên các bạn là đừng giống mình nữa, đừng tự ý bỏ nhà đi nữa. Nói đi. Nói đi, nói lớn lên. Khuyên các bạn trẻ như mình đừng bỏ nhà đi nữa. Như chú dạy rồi đó, con nói lớn lên. Nói nào? 1, 2, 3. Tôi khuyên các bạn trẻ. Nói đi con. Bé bé là có hay khép nép vậy không ở nhà á? Khi mà đóng trẻ này đó. Hỏi nhiều. Như thường thường á, như anh nói chuyện một cái câu chuyện anh chia sẻ rằng là con nhà mình là thối tiền là không biết luôn hả? Khi mà nhiều hồi á là thối không biết luôn. Nhưng mà có biết mệnh giá tiền lớn nhỏ không? À, giá tiền lớn nhỏ thì biết. Biết giá lớn nhỏ biết. Giá lớn nhỏ biết. Rồi mà thối thì không biết thối. Con không khuyên những người bạn đó. Khuyên đi con nói đi. Cho người ta giúp. Rồi thôi kệ để bé bình tĩnh lại đi. Vậy là trước kia là bé cũng có quen cái thanh niên nào mà đi uống trà sữa rồi đúng không? Ừ, cái thanh niên đó là sao rồi con?
còn liên lạc với con không? Còn liên lạc không? Hay là có nhắn với con gì không? Dạ không, con cũng không có nhắn, không có liên lạc. Mình lại đi uống trà sữa mình quen hả? Dạ. Tự động người ta lại làm quen hả? Người ta nói sao? Người ta lại làm quen, người ta nói sao với để con? Để cho chú nghe. Có gì nói. Để chú bày cho. Để chú chỉ dạy. Có giống nói như chú nãy vụ gì không? Khen đẹp gì không? Người ta có lại, người ta có khen em đẹp gái quá không? Không, chỉ là xin info thôi à. Xin số điện thoại. Cái mình cho luôn. Phải không? Xin Facebook á. À, sao mình cho luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Cảnh giác nhá. Dạ. Không tin ai hết. Không phải là không tin ai hết, nhưng mà mình phải có thời gian nhá. Được không? Dạ được. Đừng bỏ đi nè, được không? Dạ được. Làm ơn dùng cái, được không? Làm ơn được không? Dạ được. Thật sự đây là câu chuyện rất nhiều cảm xúc thăng trầm, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà cái này là anh chị phải giám sát nhiều đấy. Dạ. À, mình về mình phải chia sẻ với con, giám sát nhiều, thậm chí là điện thoại của con. Cái này em nói thật lòng đấy. Dạ. Bởi vì bé là không được lanh lợi cho lắm ha. Đúng với anh chị chia sẻ là bé khờ thật. Nha. Con gái, có gì nói với ba mẹ nha. Dạ. Đừng có bỏ nhà đi nữa nha. Mệt ba mẹ thì mệt, mời các chú là mệt 7-8 luôn á. Ừ. Nghe không? Chú cố gắng hết sức để giúp luôn. Ừ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì tới giờ phút này thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải hôm nay là muốn chia sẻ câu chuyện video niềm vui của anh chị cho tất cả các cô chú anh chị cùng xem và cùng chia sẻ niềm vui này. Thì rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị xem video này, chia sẻ lan tỏa. Hy vọng là video này sẽ truyền tải tới một cái thông điệp tới tất cả các cô chú anh chị, đặc biệt là tới tất cả các bạn trẻ đã và đang có ý định bỏ nhà đi, cũng như là lên mạng để tìm kiếm việc làm, xem để rút ra một cái điều gì đó cảnh giác trong cuộc sống. Và em không biết nói gì hơn thì em xin thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt gia đình anh chị gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã quan tâm chung tay góp sức cùng với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người, đặc biệt là giúp chương trình tìm kiếm người thân ngày một thành công và tốt đẹp hơn. Thì ngày hôm qua hai vợ chồng anh chị về đây là quê ở Tây Ninh, về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con. Đặc biệt rằng là trong câu chuyện là anh chị là có một bé gái thôi, mà bé gái năm nay là tròn 18 tuổi rồi. Thật sự cái tuổi này rất là cái tuổi rất là đẹp, mà bé lại quen trên mạng. Như hôm qua anh chị chia sẻ rằng là đúng ra là quen và đi theo anh bảo vệ, nhưng mà lại không phải, lại đi theo một cái người phụ nữ quen trên mạng, vì bé lên mạng tìm việc làm á cô chú anh chị. Nhưng rất may mắn rằng là cái người phụ nữ kia, trong cái thời gian mà chờ đợi để mà gom thêm số lượng người, để người phụ nữ đó mới thực hiện được cái ý đồ là đưa các bé đi. Điều phép màu xảy ra, may mắn là bé đã xem được những video của anh em đăng lên để đi tìm bé, nên bé đã chủ động đi về, thoát thân được. Thì đó là cái điều may mắn. Thì cái niềm vui của anh chị hôm nay về đây là muốn chia sẻ, thì cũng em không biết nói gì hơn, thì xin ghi nhận tất cả sự đóng góp của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng rất là nhiều, đã luôn quan tâm và ủng hộ anh em. Thì hôm nay gia đình nhà mình về đây báo tin vui cho anh em, cũng như là gửi lời cảm ơn anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Thì em xin phép được đăng video này lên khắp các trang mạng xã hội nhá. Để gửi lời thứ nhất là cảm ơn cô chú trên cộng đồng mạng, thứ hai là cho cô chú chia sẻ cái niềm vui cùng gia đình nhà mình ha. Và cái điều đặc biệt là truyền tải thông điệp trong cuộc sống ha. Gia đình nhà mình đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi Linh đồng ý không nè? Dạ đồng ý. Rồi em chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, đặc biệt là chúc cho bé Linh nha, học thành tài và sau này sẽ là một bà chủ một salon làm tóc thật là thành công nha. Dạ. Chúc cho con ước mơ sẽ thành hiện thực, đó là sẽ mua được xe hơi và đưa ba mẹ đi du lịch. Cố gắng nha. Ok không? Okay. Rồi, và đặc biệt là chúc cho anh chị là thật nhiều sức khỏe để làm những thuốc như anh chị chia sẻ đấy, thuốc nam đấy, để giúp mọi người nhá. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào gia đình nhà mình. Hai vợ chồng anh chị. Chào anh. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Dạ, em là tên Nguyễn Văn Quang, đến từ Tây Ninh. Anh Ngoan. Dạ. Ngoan ngoãn đúng không ạ? Quang Quân. À Quan á, anh Quan dạ. Còn chị gái? Tên Quỳnh Thị Huệ. Chị Huệ. Hai vợ chồng anh chị là quê quán ở Tây Ninh. Đúng rồi. Hôm nay anh chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp anh chị gì đây? Đi tìm con của em. Con của em đi mất tích mấy bữa nay. Con của anh họ tên đầy đủ là gì? Tên Nguyễn Mai Linh.
Nguyễn Mai Linh. Dạ. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi anh chị? Sinh năm 2006. 2006? 18 tuổi. Đi ngày nào đây? Nay là 6 bữa rồi. 6 hôm rồi hả? Dạ. Đi là đi tại Tây Ninh hay đi ở đâu? Đi tại Tây Ninh. Cái thời điểm đó đi á là con nhà mình có đi làm hoặc là như đang thế nào không? Đang uống tóc á. Đang đi làm uống tóc đi học. Học uống tóc. Tức là đang đi học uống tóc rồi đi luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Đi khi đi thì mang theo những thứ gì đi anh chị? Chiếc xe Vision. Màu gì ạ? Màu trắng. Màu trắng. Biển số 455443. 70. 70E. 70E. 70E1. Rồi bao nhiêu nữa anh đọc hết đi. 455543. Xe đó là của ai đây? Của nhà vợ chồng tôi mua. Ai là người chủ sở hữu? Tôi chủ sở hữu. Chị ha. Đúng rồi. Con gái nhà mình khi đi là trước lúc đó là gia đình nhà mình có xảy ra vấn đề gì không? Dạ không. Anh chị là được mấy người con? Một dạ, người. Là có mình bé này hả? Dạ. Ủa sao mình để ít vậy? Để vợ chồng tôi cũng ở nhà là cũng là làm công. Nói chung là cũng không. Không có làm không gì có tiền. Dạ. Mình là dân gốc của Tây Ninh đúng không? Vợ em dân gốc Tây Ninh, còn em dân miền Tây ở An Giang Long Xuyên. Dân gốc rồi lên đây rồi mới có vợ lập gia đình ở đây. Dạ. Anh chị có gia đình à? Lập gia đình chắc lâu rồi ha? Lâu thì con nay nếu mà 18 rồi. 18 tuổi. Mình có nhà cửa chưa anh chị? Dạ có. ba mẹ ruột cho. Dạ. Ba mẹ ruột bên em cho. Con gái nhà mình có ngoan không? Ngoan. Dạ, bình thường ngoan lắm. Bình thường là ngoan lắm. Nó khờ. Nó khù khờ từ nhỏ. Khờ. Dạ nó khờ. Bị động kinh nó giật từ nhỏ. Ví dụ như một năm bao nhiêu tháng là nó không biết, một năm bao nhiêu ngày là không biết. Dạ. Tiền bán phụ gì ha, nó nhiều khi bán phụ là đưa ví dụ 200 ngàn, mua cây chổi 20-30 ngàn là không biết thối. Trời đất ơi. Nó khù khờ đến vậy. Vậy học uốn tóc có làm được không? Dạ được, cái đó thì ai cũng khen hết. À, lại có khiếu về học uốn tóc. Khiếu. Làm gì tính tiền là nó không làm được. Vậy làm vậy rồi mai mốt rồi tìm bạc khách hứa thì sao đây? Bởi cái này không khó biết à? Dạ. Chính tính cho nó học, nó còn nhỏ cho nó học cho nó vui thôi, chứ nó em biết nó cũng không làm gì được. Tại vì nhà có nhà quét nhà không sạch nữa. Quét không sạch hả? Ờ, nó quét không sạch, chỉ là nó hay quên, nó quên. Nhưng mà trước sao em sao. Nhìn thấy bé rất là nhìn xanh điệu mà. Dạ, nó chỉ biết dọn. Nhìn gọn gàng nè, tóc tai, quần áo, ăn mặc đẹp mà. Dạ, nó chỉ biết làm như thế chỉ biết vậy thôi. Còn đi ra đường chơi là mua cúp bế với bong bóng gì chơi, về chơi dành chơi với em bé. Ôi trời đất ơi. Đó. Nhà có em là dành chơi với em. Nhà mình có em không? Em là cháu, em... con của dì nữa đó. Yeah. Là bây giờ là 18 tuổi nhưng vẫn thích là chơi những cái đồ trẻ con. Yeah. Đúng rồi. Và thậm chí là dành chơi với em bé hả? Yeah. Trước giờ con nhà mình có bỏ đi như vậy lần nào chưa? Có mấy hôm trước là nó bỏ đi. Là nó đi buổi... Là từ ngày quen cái người đó đó. Quen ai? Quen cái người nào mà nó nói mẹ ơi con quen cái người đó đi uống trà sữa có một lần. Trai hay gái? Trai. Mà lớn tuổi rồi. Quê ở đâu? Sinh năm 90. Em nghe nói nó 90 là 34 tuổi rồi. Dạ. Quê quán ở đâu mình biết không? Dạ không gần. Tên gì? Không biết tên không luôn biết tên. Nó nói là mẹ có cái người đó là người ta tao ở nhà trọ mà người ta làm bảo vệ. Nó nói vậy đó. Nói bảo vệ. Quen trên mạng hả anh chị? Em không biết. Không nó biết nói nó đi uống trà sữa nó gặp. Nó nói vậy đó. À đi uống trà sữa gặp rồi quen. Dạ. Cái thời điểm mà con nhà mình về chia sẻ là lâu chưa? Dạ thì cũng đi lần đầu tiên đó là đi về mới hỏi nó mới nói. Con nhà mình bỏ đi rồi hả? Tự nhiên là trưa nó đi là chiều về đó. Nó đi là chiều bắt về được. Nó đi chỉ lại nhà trọ rồi đi về hẹn nó đi ra mới rước nó về. Trước giờ là con nhà mình đã từng đi bao nhiêu lần rồi? Không, mới có bữa đó đó. Rồi mấy bữa sau này lại về rồi mấy bữa sau là đi nữa đó. Là đi cho tới nay là 6 ngày luôn. Dạ, dạ. Lần đầu đi đó là sao gia đình nhà mình biết để mà tìm về? Tại nó nhắn tin về cho em trưa đó em điện cho nó. Nhắn sao chị? Nó nhắn là nó nói mẹ ơi con đi làm xa rồi. Tại em gọi nó không có nghe máy. Nó con đi làm xa rồi khoảng một năm sau con mới về con kiếm tiền về lo cho ba mẹ, lo cho gia đình. Nhưng mà em biết nó đâu có làm gì được đâu mà làm kiếm tiền lo gia đình. Bắt đầu em lo. Lo rồi cái em mới lấy mấy cái tin nhắn nó đó. Em mới đưa cho Út, dì Út nó với dì hai nó xem. Bắt đầu nhờ dì Út nó mới gọi cho nhắn tin cho nó. Thì nó thích mấy đứa em trong nhà lắm. Út là chiều nào cũng đưa cho em đi học, đi học nhịp điệu này kia đó. Học nhảy á. Mấy đứa nhỏ nhỏ vậy nè. Nó vậy Út chở em đi học, Út hẹn con ra quán uống nước nha. Rồi Út gặp con rủ con đi siêu thị. Thì nó ra. Nó ấp a uống rồi nó cũng ra. Cái Út nó nói hồi mà tôi điện nó em điện mà gặp nó thì anh chị em điện anh chị ra nha. Thì
Út nó điện nó ra, nó nói Út ra nói gì nhanh nhanh đi, 6 giờ rưỡi con đi rồi. Thì Út nói mới điện vợ chồng em ra, thì em ra là em nói thôi con đi về. Em cũng không biết là nó bị dụ dỗ như thế nào, cũng không biết luôn. Mình cũng nghĩ là sao nó đòi đi làm, em về em mới rầy la nó sao mà con đòi đi làm. Nhà mình đâu có thiếu gì đâu, mà ba mẹ đâu có cần tiền đâu. Chỉ con muốn sống, chỉ muốn là con sống vui vẻ, làm phước, làm từ thiện công quả thôi, chứ không có muốn con làm gì kiếm tiền hết. Đó. Hôm đó về mình có hỏi con là đi đâu không? Là hỏi nó mới nói là nó nói con đi làm thôi. Còn rồi mấy cái em mới hỏi là con có bạn trai chưa, có người yêu chưa, tại vì cái tuổi nó hồi này là cái tuổi nó cũng có, cho nên em tìm hiểu. Rồi nó nói là con có quen cái anh đó là làm bảo vệ. Hỏi nhà ở đâu, nó không có nhà, ở nhà trọ, mà hỏi làm bảo vệ gì, nó bảo vệ xe Honda hả, nó dạ, hỏi xe Honda mà làm bảo vệ ở đâu, nó ở trên Tân Biên. Thì em nói thôi con ơi, cái người đó sinh năm bao nhiêu tuổi, nó sinh năm 90. Cái em nói giờ là lớn tuổi rồi con ơi, đáng lẽ kêu bằng chú luôn á, cỡ 35 tuổi rồi mà ba con mới có 45 tuổi à, đó là con kêu bằng chú chứ không anh được. Nói con, em nó nói thôi con còn nhỏ lắm, từ từ đi đó. Từ từ sẽ quen. Vậy là được mấy ngày sau cái lời đi luôn. Rồi bắt đầu á, dì hai nó mới nghe tin vậy đó, mới dụ nó thôi giờ đi, là nó chị cũng đã quản hồn rồi, tại vì bán đồ với chị nó không biết tiền thôi, tiền gì hết mà. Dạ. Và chị mới nói thôi bây giờ để dì hai đưa cho con thích học là gì, con thích làm gì. Hai lo cho. Nói giờ con muốn học uống tóc không? Nói con muốn học uống tóc. Dì hai nói con suy nghĩ đi ngang, suy nghĩ cho kỹ. Một đêm mày trả lời cho hai. Thì nó suy nghĩ sáng, nó mẹ ơi con muốn học uống tóc. Nó rồi thì ngày đó là ngày hôm sau luôn, cũng cho đóng tiền cho nó học uống tóc luôn, là mấy gì nó quyên góp đóng tiền cho nó, chứ tụi em không có tiền. Rồi sao lại ít ngày là bỏ đi? Là khoảng 10 ngày đó, là 10 ngày đi. Là bỏ đi. Dạ, khoảng 10 ngày là đi học uống tóc rồi đi luôn. Dạ. Vậy là tới giờ phút này anh chị đang sợ rằng là có thể là cái thanh niên kia dụ dỗ con gái nhà mình đi. Dạ. Đặc biệt là con gái nhà mình mặc dù tuổi đời đã trưởng thành rồi. Dạ. Nhưng mà như một đứa trẻ con. Đúng rồi, như vậy đó. Dạ. Như anh chị chia sẻ mà tới giờ phút này mà tiền bạc mà không biết tính tiền và không biết tiền mệnh tiền lớn như thế nào thì. Dạ. Nó đi muốn làm kiếm tiền, nó đi kiếm tiền lo cho gia đình mà. Chị có nghĩ rằng cái tin nhắn đó là không phải là con gái nhà mình viết về không? Tại vì nhà nó cũng có nói với em là con đi làm kiếm tiền. À vậy đó. Rồi còn cái tin nhắn là những cái tin nhắn đầu là điện khi mà dì Út nó lên cái tiệm uống tóc đó, đi ngang đó thấy không thấy nó, chỉ về nó báo là không có xe nó trên đó. Rồi tụi em rầu rồi thấy màu rồi chắc nó đi nữa, rồi bắt đầu ba nó mới điện thoại mà hồi nó gửi tin nhắn lại, con đi làm xa rồi, con đi với bạn con, con đi với bạn con ở ngoài chứ không phải trên mạng xã hội, mẹ đừng có lo, mẹ đừng có sợ. Khổ ha. Lúc về em cũng hỏi nhờ mấy đứa cháu điện giùm đó, điện nó được nói chuyện với nó, kêu khuyên nó về, cái nó nói giờ lỡ ký hợp đồng với người ta 1 năm 10 triệu rồi. 1 năm 10 triệu à, mà hỏi triệu. năm nhiêu tháng nhiêu ngày nó không biết. Tiền đâu có biết mệnh giá tiền đâu, 1 năm 10 triệu. Cái này đi làm gì, đi ra ngoài không được. Sợ rằng đi ra ngoài cái thanh niên kia dụ dỗ đi rồi đưa đi làm những công việc bậy bạ, đặc biệt là những công việc nhạy cảm. Con gái nhà mình theo như anh chị chia sẻ thì đâu có biết gì đâu. Dạ. Mà đặc biệt con gái nhà mình dễ thương mà. Dạ. Khuôn mặt xinh. Bé cao khoảng mét mấy đây? Nó cao hơn em miếng. Nó cao hơn em. Mét tầm năm mấy 60 ha. Dạ. Nặng khoảng nhiêu ký? Năm mấy ký quá. Khoảng 52 ký. Ừ. Cái này là rất dễ là đưa vào những cái quán cà phê hoặc là karaoke. Dạ. Những cái quán trá hình á. Dạ, sợ lừa đảo đó. Những tin nhắn thật. Về là không phải nó nhắn. Trước là bé học hết lớp mấy đây? Lớp 9. Mà học trước quên sao? Thì cái đầu óc nó như vậy đó, anh biết nó học trước quên sao. Vậy là động kinh là lâu lâu bị hả? Hồi nhỏ. Lúc hồi nhỏ. Nhưng mà lớn lên là hết được. Hết. Hồi đó đi học lớp 3 là ông thầy đã nói rồi, con Minh Linh này ra đời là thua người ta. Tội ông hả? Có nói với em thương là vậy. Dạ. Hay là chính vì điều đó nên anh chị không muốn đẻ nữa đúng không? Dạ. Để lo cho bé một lo cho một mình bé cho dạ. cho trọn vẹn đúng không? Dạ. Em hiểu mà. Bởi vì khi ba mẹ mà sinh đứa con ra mà đứa con bị như vậy, thật sự ba mẹ rất đau lòng và muốn dành trọn cái tình cảm, nên sợ không dám đẻ đứa sau. Đẻ thứ sau thứ nhất là lại không may mà không biết có được bình thường hay không. Dạ. Hay lại như đứa đầu lại khổ cả hai đứa nữa. Dạ. Và đặc biệt rằng dành hết cái tình cảm cũng như là đi làm kinh tế để nuôi một mình bé, lo cho bé sau này bé có tương lai tốt đẹp đúng không? Dạ. Khổ quá. Mười cây mười hoa mười nhà mười cảnh.
Tới giờ phút này anh chị đang sợ rất nhiều điều đúng không? Dạ. Mấy đêm nay không ngủ được, không ăn, không ngủ được. Anh là người cha, anh hãy nói một cái điều tình cảm nhất với con gái nhà mình đi. Nói cho con về đi, tâm sự với con đi anh. Con ơi, giờ ba mẹ nhớ con lắm. Nhớ con giờ ba nói chuyện hết rồi. Mấy đêm nay là ba mẹ buồn lắm, con về đi. Ơi. Tự nhiên con bỏ đi, con phải nói, đã mẹ dạy rồi, đi phải nói để ba con đau khổ. Ba mẹ hổm lại không ăn ngủ được, đã mẹ dạy rồi mà. Mẹ nói là chỉ có ba mẹ là người thương con nhất. Bây giờ con có lỗi cơ nào ba mẹ cũng không có quan tâm tới mà chỉ quan tâm con thôi. Mẹ lúc nào cũng, ba mẹ lúc nào cũng dang rộng vòng tay là chào đón con. Ba mẹ xin con quay về. Mà nếu có ai mà có gạt con tôi hay là dẫn con đi á, làm ơn, làm phước. Đã những lời trong điện thoại tôi đã nói rồi, nếu mà cô kèm kẹp tụi con tôi kế bên đó thì hãy thả cho con tôi về đi, đã nó khù khờ đâu phải. Xin những người đó. Mà nó lanh lợi đâu. Con mang ơn người đó nhiều lắm. Nó đã làm từ thiện đó. Chị cứ để cho anh tâm sự đi chị. Bây giờ ba nói chuyện hết được con ơi. Chỉ mong rằng con về với ba mẹ thôi. Thôi anh đừng có khóc nữa. Wow. Mẹ nói với con đi, tâm sự với con nào. Nên à, mẹ nói với con là chỉ có ba mẹ là người thương con nhất. Mẹ nói con về đi, cái gì mẹ cũng bỏ, ba mẹ cũng tha thứ bỏ qua. Ba con khóc nhiều lắm, ba con nơi ốm nhơ mà. Ba mẹ không ăn ngủ được, ngày đêm không ăn ngủ được. Con hãy về đi, con đừng nghe lời người ta nữa. Về với ba mẹ đi. Nhà mình là nhà làm cổng quả không, không có sao đâu con. Lúc nào cũng dang rộng vòng tay thôi, chào đón những cách người mọi người hết, chứ không phải riêng mình con đâu. Ba mẹ còn giúp được một nhiều người, đâu phải là một mình con, một con là tất cả của ba mẹ. Nhà mình à, mình nhà mình làm công quả là mình dạ, làm dạt thuốc nam, phơi thuốc nam giúp làm gì thôi. À là mình làm cho à. Cho dạ, mọi người, cho mọi người. Quá. Mẹ biết tâm con là tâm Phật nên mẹ nói rồi. Từ hồi nhỏ con lúc nào cũng thương yêu quý mến mọi người, mà lại cái nạn của con mẹ biết. Mẹ biết nó đại nạn của con. Con ơi hãy về đi. Mẹ biết là gia đình của mình gặp nạn. Mẹ nói hoài người làm phước có khi gặp nạn là cái nạn này là đại nạn của gia đình mình. Cho nên ba mẹ bỏ qua hết tất cả, con hãy về đi. Về xong vô về với ba mẹ đi. Những cô bác ai mà dẫn con đi á, ba cầu xin người đó tha thứ và khuyên con về giùm. Ba mẹ rất cảm ơn người đó. Ba mẹ khuyên con về với gia đình. Ba mẹ giờ chỉ biết cần có con thôi, chứ không biết nói gì nữa hết. Về với ba mẹ người Linh. Mẹ nói với ba con, nói tâm con là như trang giấy trắng từ hồi nhỏ giờ mẹ biết. Hy vọng con gái xem được video này thấy cả ba cả mẹ con lặn lội từ Tây Ninh về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm con. Thì con đang ở đâu đó, con hãy sớm quay trở về. Con hãy nhìn thấy cả ba và mẹ tới giờ phút này đang ngồi đây rớt những giọt nước mắt và đặc biệt rất lo lắng cho con, rất nhớ thương con. Nên mong rằng là con hãy suy nghĩ lại, hãy thương cha thương mẹ quay về. Bởi vì là cha mẹ có một mình con và con cũng chính là lẽ sống của cha mẹ. Nếu con có cái chuyện gì thì thật sự cha mẹ không thể mà có cái tinh thần động lực để mà sống tiếp được. Nên mà mong rằng là con gái đang ở đâu đó hãy thương cha thương mẹ, sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình, đừng để cha mẹ phải lo nữa. Còn tới giờ phút này mà con mà có thể là đi theo cái thanh niên con quen, và đặc biệt thanh niên đó là làm bảo vệ, mà thanh niên đã không cho con về, dụ dỗ con về, thậm chí là bắt ép con làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật, thì con hãy thật bình tĩnh. Con hãy cố gắng hết sức, con liên hệ về cho gia đình, hoặc là con liên hệ về cho các chú hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Các chú sẽ có cách, có hướng để giúp con quay trở về một cách bình an nhất nha con gái. Cái sự việc của anh chị thì cố gắng nhá, anh em đã ghi nhận, giúp đỡ gia đình nhà mình là hết sức có thể. Nên mà mong anh chị bình tĩnh nhá. Nhà mình là thường thường là mình làm thuốc nam, đấy là mình làm thiện nguyện hay sao hay như thế nào? Dạ, thì mình... Là mình làm mình cho bà con hả? Dạ, chỉ dạt hơi rồi những thầy thuốc nào người ta cần thứ gì đó người ta lại người ta lấy thôi. Chứ là... mình không phải là bào chế trị thuốc, mình chỉ là dạt rồi mình phơi. Là mình cái này là hình thức là mình kinh doanh hay là mình giúp đỡ? Giúp đỡ thôi, làm từ thiện không?
là mình không có lấy tiền. 100%, dạ. À, tuyệt thuốc, vời vậy hả? Dạ, người ta trộn thuốc nhiều. Những cái thuốc đấy là trị những cái bệnh gì anh chị? Người ta phối đường, hợp thấp thấp, người ta nhiều những thầy thuốc người ta đó. Phối hợp lại điều người ta đưa mình sai. Tức là chỉ có thầy thuốc tới lấy hay là bà con cô bác người ta có tới không? Ai thầy cần... thuốc lại lấy rồi những bà con nào á người ta ai cần xin thuốc gì thì mình gì. Cho. Người ta lại. Vậy là mình cho khắp nơi hả hay là sao? Dạ khắp nơi. Dạ. Là mình cho là phải đến nhà mình mới cho hay là mình vẫn cho ở online được? Thí dụ như ai có cần thì mình cho nhưng mà phải biết bệnh nguồn gốc của người ta. À. Dạ. Nói chung là gặp mặt vẫn tốt hơn để dạ, mình biết được cái bệnh gì mình tư vấn có thể là mình dạ. giúp đỡ họ ha. Dạ dạ. Thật sự đây là một công việc rất là ý nghĩa, rất tốt. Anh chị cố gắng nha, em tin rằng là mình ở hiền sẽ gặp lành. Dạ. Anh chị mà sống tốt như vậy thì em tin rằng là ông trời ông sẽ thương gia đình nhà mình. Hy vọng một ngày gần nhất con gái của anh chị sẽ sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình nhá. Anh chị còn điều nào chia sẻ không? Dạ. Em cũng vợ chồng em rất mang ơn bà con cô bác với anh chị em đã giúp đỡ giùm cho em, giúp đỡ giùm cho vợ chồng em kiếm con về, chứ em cũng không biết nói gì hơn hết trơn, em chỉ biết lời cảm ơn. Thành thật cảm ơn. Thành thật cảm ơn cộng đồng mạng với chẳng hạn như mấy anh chị ở đây. Dạ. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải, Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để nghe đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp, cũng như là đưa bé gái tìm kiếm được cái thông tin giúp bé sớm quay trở về đoàn tụ với ba mẹ. Còn thanh niên nào mà hiện tại mà đang dẫn bé đi thì mong rằng hãy suy nghĩ lại, hãy đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại cha mẹ, bởi vì bé sinh ra và lớn lên không được bình thường. Nên mà mình làm ơn đi, mình làm đừng có làm tổn hại gì tới bé, mình đừng có lừa gạt bé, bởi vì tâm hồn của bé như một đứa trẻ. Thì làm ơn làm phước, đừng có làm điều gì đó mà gây cái hậu quả với bé, đặc biệt rằng là có ý định hoặc là kế hoạch mà bắt ép bé làm những công việc nhạy cảm để mà mình kiếm tiền, trục lợi ích cho bản thân, thì điều đó là cái điều không nên. Còn nếu mà cố tình ngoan cố mà không đưa bé về, tiếp tục giữ bé, khi nghe em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được thì chắc chắn rằng gia đình sẽ bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết cái sự việc. Rồi anh chị cố gắng nhá. Hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con gái. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Dạ đồng ý. Dạ đồng ý. Cuối video chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều dạ. đặc biệt là con gái sớm quay trở về nhá anh chị nhá. Dạ.